Em Tuyến kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại gửi cho đến các bác một video giới thiệu các bác đến 6 bộ sản phẩm. Thì từ những âm ni và những cục pau, thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu các bác đến một con âm ni Kenwood. Dòng này là dòng KA 7100 các bác nhá. KA 7100 dòng Kenwood, hàng này hàng Mỹ về. Đấy. Hàng Mỹ về. Con này được thiết kế là 4 tụ nọc nguồn và 4 sò sắt của Toshiba chữ đỏ nhé. Dòng sò Toshiba chữ đỏ ở đây là sò zin theo máy thì bao giờ nó cũng xuống màu theo thời gian các bác nhé. Chứ không phải là sò mới biết gì, nguyên bản sò zin tuyệt đối luôn. Sắt xi 7 màu rất là đẹp. Đây 4 tụ nọc nguồn rất lớn và một biến áp khổng lồ. Và con này là cho công suất điện 120V các bác nhé. Con này là cho công suất là nó là 3,3A. 3,3A này. 3,3 nhân với lại 120 bằng. Con này là nó là 396W nhé, cứ gọi tạm gọi là 400W các bác nhé. Đây các bác lấy 3,3A nhân với lại 120V thì là nó ra watt của nó. Dòng này đánh hai cầu loa A và B và trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm bác nhá. Tình trạng hàng bãi về rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và máy rất là gấu luôn. Đây các bác nhìn nhé. Một bộ máy rất là gấu. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Con này thì công suất đến 400W. Thì hôm nay em Tuyến chủ nhật, buổi sáng chủ nhật thì em Tuyến để xả giá cho các bác với giá chỉ có 3 triệu đồng nhé. 3 triệu đồng mà các bác sở hữu một con âm ni lên đến 400W. Đánh hai cầu loa A và B, và đặc biệt nong nớt con này nó có hai giải tần để cho các bác điều chỉnh nong nớt nhé các bác nhé. Nó có chế độ 1 và chế độ 2. Thì các bác điều chỉnh rất là hay. Đấy. Con này nó có đầy đủ các tính năng giải tần bát và giải tần check và chỉnh bát và chỉnh bit check đây. Đấy, thiết kế rất là đẹp luôn. Con này thiết kế cực kỳ đẹp với giá chỉ có 3 triệu đồng các bác nhé. 3 triệu đồng cho một con khủng long 400W mà chỉ có 3 triệu đồng. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con rề kiêm giải mã. Dòng này rề. Rề của Sony, con này có model là TAE1000ESD các bác nhé, TAE1000ESD. Đây là khi các bác giải mã thì ở đây thì các bác giải mã 24 bit thì nó sẽ sáng ở điểm giữa này để nó báo, và đây một cái mặt quát để các bác điều chỉnh chế độ âm thanh rất là hay. Con này nó nhiều giải tần để cho các bác điều chỉnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giải tần để cho các bác điều chỉnh âm thanh nhé các bác nhé. Con này điều chỉnh âm thanh rất là hay và nghe rất là mượt, mà đặc biệt máy con này nó quá gấu. Mạch của nó là thiết kế riêng ở trên đây là 3 tầng vỉ luôn, 3 tầng vỉ riêng biệt các bác nhé. 3 tầng vỉ, đấy. Con này điều chỉnh rất là hay luôn, chế độ đánh các chế độ rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mà với tình trạng là con này đẹp xuất sắc luôn. Một con rề kiêm giải mã. Đây. Ở đây thì là nó có mấy cổng giải mã. Ở đây là nó Digitan 1, Digitan 2 và Digitan 3, 3 đường giải mã. Đấy, 3 cổng giải mã các bác nhé. Đấy, 3 cổng giải mã Opticap. Đấy, 3 cổng giải mã để cho các bác chơi rất là tiện luôn. Đấy là 3 cổng giải mã. Và con rề này cho công suất đến 30W các bác nhé, 30W. Đấy. Ở đây thì nó có cổng ra của nó đây các bác, cổng tín hiệu của nó có hai, các bác thể sử dụng liền nút cho hai con âm ni rất là tiện. Đấy. Các ngõ tín hiệu vào Atanoc và đây là ngõ cáp quang. Con này giải mã chuẩn 24 bit luôn các bác nhé, con này giải mã chuẩn 24 bit nên là chất lượng âm thanh nó rất là hay, và đặc biệt các bác chỉnh nhiều giải tần để cho các bác chơi âm thanh thì có những con rề này rất là chất. Và hôm nay em Tuyến cũng xả giá để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng cho một con rề kiêm giải mã cáp quang. Đấy, dòng 1000 ESD. Em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhé. Đấy, đây là volume 3.500.000 đồng cho một con giải mã rất là chất lượng luôn. Tiếp đến em xả giá cho các bác đến một con âm ni Hitachi. Con này có model là SR703. Đấy, con này là một size lớn các bác nhá. Vỏ gỗ rất là đẹp luôn. Size con này lên đến 49 phân. Size lên đến 49 phân các bác nhá. Size cao to, rất là đẹp luôn.
thiết kế mà đặc trưng những con này thì ánh tiếng rất là hay, đặc trị những dòng AR hay là những dòng loa cổ thì những con này đánh chất âm rất là hay. Đấy, thiết kế rất là đẹp, mà em cũng nói rõ luôn là tình trạng là về radio là nó nói rất là nhỏ, mà nó nói tóm lại là radio, các bác nào thích chơi radio thì về tự điều chỉnh. Nên là hôm nay em thanh lý nổ luôn con này cho các bác, dòng Hitachi. Hitachi nổ ở quả NOD nhé. NOD cũng là nó, mà Hitachi là cũng là ấy luôn nhé. Con này đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, và đây này, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, mà con này cho công suất là 200W các bác nhé. Hàng này cũng là hàng Mỹ nòi luôn, hàng Mỹ về, nên là chất lượng âm thanh những hàng Mỹ về thì luôn luôn cho chất lượng tốt nhất. Đặc biệt con này đánh 4 sò sắt của Hitachi luôn. Đấy, con này tình trạng đẹp xuất sắc luôn, hàng Mỹ nòi luôn. Con này là em nhập vào đã là trên 6 triệu rồi, mà hôm nay em thanh lý cho các bác vì radio không nói, nên là em thanh lý cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng nhé. Em bán thanh lý cho các bác với giá 3.500.000 đồng. Đấy, con này nhập vào rất là đắt, bác các bác có thể tham khảo trên Google thì biết SR703. Em đảm bảo chưa có một mối chấm hàn nào, zin tuyệt đối luôn, 4 tụ nòng nguồn, 4 sò sắt to, 4 sò sắt của Hitachi, với giá chỉ có 3.500.000 đồng. Bác nào nhanh thì còn, mà chậm thì hết. Hôm nay em tuyến xả giá luôn cho các bác để cho các bác chơi nao nớt đầy đủ nhé. Mà chất âm con này thì miễn bàn rồi, rất là hay. Đấy, nao nớt đầy đủ, chất âm con này đánh phải nói là cực kỳ là hay luôn, với giá em thanh lý chỉ có 3.500.000 đồng. Và tiếp theo em lại giới thiệu các bác đến một con rè. Dòng này là dòng quả Nukit, là một dòng rè của Nutman các bác nhé. Dòng rè Nutman, Nukit thì nó là quả Nutman. Nukit nó là tên đời đầu của Nutman. Đấy, đây Nutman thì luôn luôn có một biểu tượng riêng là chữ L. Con này thì có model là A3032 các bác nhá, thì nó cũng tương tự như con Nutman CN32, thì con này cũng vậy, A3032. Nukit thì nó sẽ đề là A, còn con Nutman thì nó sẽ đề là NC các bác nhé. Đây là Nukit. Đấy, dòng Nukit sản xuất tại Nhật. Con này ưu điểm là đánh 7 bóng 12 AX7 và 12 AU7 các bác nhé, 7 bóng rè. Đấy, các bác nhìn dàn tụ của nó xem, như tụ của âm ly luôn, một cái biến áp rất lớn, mà các bác nhìn quả tụ xem, toàn tụ khổng lồ đây. Và chất âm con này thì rất là mượt và rất là hay. Con này thì nó điều chỉnh giải tần thì nó điều chỉnh ở đây, chỉnh bát chét thì điều chỉnh ở đây luôn các bác nhé. Đấy, các bác điều chỉnh vặn luôn ở đây, bởi vì dòng này thì nó thiết kế giải tần chỉnh bát chét ở đây luôn, rất là tiện. Mà chất âm rề đèn thì miễn bàn rồi, nó quá chi tiết và quá ngọt ngào luôn, và rất là hay. Đấy, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, 7 bóng zin theo máy luôn các bác nhé, 7 bóng zin theo máy, rất là đẹp và rất là chất. Những dòng đặc trưng của Nutman thì nó là quá là ok rồi, chất âm quá là hay rồi. Và với con rè Nukit A3032 hôm nay em tiến để cho các bác với giá là 14.500.000 đồng nhé, 14.500.000 đồng cho con rè Nukit đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, rất là đẹp, với giá chỉ có 14.500.000 đồng, bao zin và bao rẻ luôn ở thị trường Việt Nam này đó. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Pau của Mỹ, dòng QSC của Mỹ. Con này thì có model là ISA 1350 các bác nhé. Một con Pau con này cũng khá là hiếm ở tại thị trường Việt Nam, mà ngay cả khi đấu về nó cũng khá là đắt đỏ. Đấy, con này thì cho công suất là 1.500W các bác nhé, 1.500W, và công suất ra loan là 750W một cây. Đấy, con này tại thị trường ở nước ngoài đây, trên trang eBay nếu mà các bác đấu về, bây giờ nếu mà đấu về nó rơi vào 41.860.000. Đấy, chưa có cước vận chuyển về, tương đương 1.700 USD các bác nhé. Con này nó tương đương, nếu mà giờ các bác đấu ở nước ngoài nó về tương đương 1.700 USD, bởi vì con này nó quá khủng khiếp luôn. Nó đánh đến 24 con sò luôn, đánh 24 sò và đĩa 24 con tụ nọc nguồn. Ở đây vỉ của nó là đây, từ những sò của nó đều là sử dụng sò của Motorola nha các bác nha. Đấy, sò than Motorola này. Đấy, các bác nhìn vỉ bên dưới cũng vậy, và bên trên vậy. Bên trên đối xứng mỗi một kênh của nó là
12 con tụ và 12 con sò mỗi một cây. Cuốn này nên là công suất của nó này lên đến 1500W các bác nhé, 1500W. Đấy, hai biến áp nguồn riêng biệt khổng lồ luôn. Hai quả biến áp, ba con này nặng trên 30 kg, quá khủng khiếp luôn. Hôm nay em tiến thanh lý cho các bác một cái giá rẻ không ngờ được. Đấy, em cũng nói rõ luôn về tình trạng thì nó hơi xấu một tí ở cái chữ này, nó cũng không quan trọng. Ở đây thì nó dùng cổng tín hiệu Canon nhé các bác nhé, cổng tín hiệu Canon, và đây là giắt ran loa của nó đây. Ran loa thì các bác cứ vặn vào đây là ok, âm dương ở đây. Đấy, con này công suất của nó là lên đến 750W một cây, từ trở kháng đánh từ 4 cho đến 32 ohm, thoải mái cho các bác chơi. Đấy, con này thì ở đây thì nó thiết kế hai volume riêng biệt ở đây, thì các bác có thể điều khiển qua rề hay là qua vang. Đấy, dòng này được sản xuất tại Mỹ, USA. Đấy, USA. Em nói rõ là tình trạng về đít nó hơi xấu một chút đây này. Đấy, tổng quan đít của nó hơi xấu một chút. Các bác nào không quan trọng thì mà các bác chơi những con này thì nó quá là tuyệt vời luôn, quá ok luôn, mà con này quá khủng long luôn. Và em tuyến thanh lý cho các bác với giá con này, với giá chỉ có 5.500.000 đồng nha. Thị trường Mỹ đang bán với giá 40 mấy triệu, nhưng hôm nay em tuyến thanh lý cho các bác với giá chỉ có 5.500.000 đồng cho con QSC khủng long luôn, dòng hàng Mỹ nổi luôn các bác nhé, hàng Mỹ nổi luôn. Đấy, các bác nhìn bộ máy quá khủng khiếp luôn, đánh 24 con tụ nòng nguồn. Em chưa thấy bất kể một con bao nào mà nó sử dụng đến 24 tụ nòng nguồn nhé. Đấy, mà các bác nhìn nha, bộ tụ nòng nguồn của nó sử dụng đến 24 con thì các bác đủ hiểu nó khủng khiếp đến mức độ nào. Đấy, con này ưu điểm nó xuất thị trường châu Âu nên là nó các bác chơi điện 220 luôn, không cần phải đổi nguồn, đánh trực tiếp điện 220 luôn các bác nhé, rất là chất. Các bác nghe nhạc hay hát karaoke con này thì miễn bàn rồi, nó quá khủng khiếp, bởi vì con này nó là quá gấu và quá khủng rồi. Đấy, với giá em tuyến thanh lý cho các bác chỉ có 5.500.000 đồng một con bao khủng long luôn của Mỹ. Đấy, mà với giá bên mà các bác đấu về Việt Nam bây giờ con này không kém ngót 50 triệu đồng, mà em bán thanh lý cho các bác với giá chỉ có 1/10 so với lại nếu mà các bác đấu về. Đấy, QSC ISA 1350, các bác có thể lên Google tra giúp em. Đấy, đây là công tắc nguồn của nó đây, rất là chất, mà con này đánh tiếng cực kỳ hay luôn, em dám khẳng định là đánh tiếng cực kỳ hay, mà giá thanh lý coi còn rẻ hơn là một con đẩy tàu luôn, mà các bác chơi một con hàng Mỹ nòi luôn. Đấy, hàng Mỹ nòi, về tình trạng thì cái đời sắt này thì nó hay bị rôm nên là hôm nay em thanh lý luôn, em thanh lý cho các bác luôn để cho các bác chơi với giá chỉ có hơn 5 triệu em không phải động chạm gì nữa. Đấy, để cho các bác chơi, mà đây các bác nhìn mặt mũi nó rất là đẹp luôn, mặt rất là đẹp luôn. Đấy, mặt gọc máy móc là rất là đẹp luôn, em bao zin tuyệt đối cho các bác nhé, chưa có thay thế bất kể, sửa chữa bất kể một con nào. Đấy, rất là đẹp, đánh 24 sò to nhé các bác nhé. Đấy, toàn những linh kiện Mỹ. Đấy, từ những sò đèn thúc đều là sò Motorola, những con đèn Mỹ. Đấy, cực kỳ chất, với giá chỉ có 5.500.000 đồng, không đâu rẻ hơn. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Amy Pioneer. Con này cũng khá là khủng, một model cao cấp quả Pioneer. Con này có model là A150D các bác nhé, 150D, một trong những dòng con cao cấp quả Pioneer. Con này thì được thiết kế là 3 bộ nguồn riêng biệt. Ở đây thì nó sử dụng cho 2 nguồn cho 2 phần công suất và một bộ nguồn dùng cho phần rè, 4 tụ nọc nguồn các bác nhé. Cái biến áp này không hề han nhé, nó là ở đây là nó bảo vệ bằng một cái lớp sơn cách để chống han dỉ, nên là nó cái sơn của nó hơi dỉ đây. Các bác cạo ra thì nó sẽ trắng phau như này. Đấy, các bác cạo cái lớp sơn ra thì nó sẽ trắng phau như này. Và con này thiết kế 2 tỏa nhiệt xương cá, và đặc biệt con này đánh đến 12 sò đại nhé, 12 sò đại. Mỗi một vế vậy là 6 con các bác nhé, mỗi một vế là 6 con, 2 vế là 12 con nằm ở bên dưới đây. Đấy, nằm bên dưới và 4 tụ nòng nguồn đây các bác nhé, 4 tụ nòng nguồn như 4 non coca. Và con này cho chất âm khá là mượt mà luôn và rất là hay, đánh được nhiều dòng loa, hầu như không kén bất kể dòng loa nào. Mà nói về chất âm của Pioneer thì luôn luôn là mượt mà và rất là dễ nghe. Và con này cho công suất khủng long lên đến 350W các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, A150D công suất 350W. Và con này trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đây, 4 cho đến 16 ohm, thoải mái cho các bác bất kể ghép bất kể những dòng loa nào khó tính.
Đặc biệt là những dòng này đánh loa cây, loa cột hay là những dòng loa hạng nặng như Onkyo, Diatone hay là Yamaha, Sansui đều rất là ngọt ngào. Và đặc biệt nếu mà các bác mà đánh càng Pioneer thì tiếng lại càng ngọt nữa. Rất là chất. Và con này thiết kế tổng quan rất là đẹp luôn các bác nhé. Các bác nhìn nhé, tổng quan rất là đẹp luôn. Thiết kế rất là đối xứng, cân xứng luôn. Rất là đẹp. Các bác trưng bày hay là nghe nhạc cũng là rất là phê luôn. Và đặc biệt là các bác có thể thêm vang hát karaoke, những con này hàng khủng này hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Mà chất âm thì dòng Pioneer thì nổi tiếng là dễ nghe và dễ phối ghép. Và hôm nay em Tuyến cũng báo giá luôn với con Omni Pioneer A150D. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 7 triệu đồng nhé. 7 triệu đồng cho con Omni Pioneer A150D rất là chất lượng luôn. Đặc biệt rất là hay. Đấy, 4 quả tụ nọc nguồn rất lớn luôn. Tụ lên đến 10.000 mi mà quả Pioneer luôn nhá. Tụ nó đều quả hãng luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhá, tụ quả Pioneer luôn, tụ quả hãng rất là chất luôn. 12 sò cho công suất đánh 12 sò. Đấy, rất là chất mà hàng khủng. Và em Tiến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và tất cả các sản phẩm này các bác có nhu cầu mua bên em, đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và đối với sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu đồng để em gửi hàng cho các bác. Và em Tuyến cũng nói luôn là toàn bộ giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến để em tư vấn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ em Tuyến rất là nhiều. Em Tuyến kính chào các bác.